Kính thưa toàn thể quý vị, và nối tiếp chương trình, Linh xin được mời vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang, ca khúc được mang tên Nối Lại Tình Xưa. Và với ca khúc này, chúng ta sẽ được thưởng thức qua tiếng hát của Văn Khoa và Thúy Kiều. Xin mời vị cùng thưởng thức. Đêm đông dài
mời vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm sáng tác của Hoàng Thi Thơ, ca khúc được mang tên Chiên Quê. Và với ca khúc này, chúng ta sẽ được thưởng thức qua tiếng hát của Phước Tài và Hồng Loan. Xin quý vị cho một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Sống vậy thì đâu có gì lập biên ra trời.
cảm ơn quý vị. Kính thưa toàn thể quý vị, và nối tiếp chương trình ca cổ Việt Dương tối đêm nay, quý vị sẽ được mời quý vị cùng thưởng thức một bài hát được mang tên Những Đồi Hoa Sim qua phần thể hiện của Thanh Tuyền. Trận tuyến ai
Thưa tất cả quý vị, và đón tiếp chương trình, Nguyễn Lê sẽ được bài về cùng thưởng thức một sáng tác của Minh Vy, ca khúc được mang tên Em Gái Miền Tây qua phần thể hiện của anh Tiến. Tình quay về bên sông, mong người em ru mấy câu
bà cầu che lắc lẻo khó đi em gái ơi giúp anh qua đò nhọc nhằn cho cuộc tình tôi khi cái luôn ngày còn xa lúc bình trôi đến nơi phương trời cuộc đời tôi là dòng sông đưa phù sa một kiếp lâu lại quê.